không biết đường, không biết đường xá, em không biết khách sạn, em không biết bệnh viện, em không biết ngân hàng, thì thường em sẽ sử dụng Google Maps. Mà thường cái Google Maps nó sẽ làm cho người dùng rất là lộng cộng, ví dụ như lộng cộng rồi là tìm địa chỉ, rồi đến khi như tìm đi này nọ đồ á thì rất là nguy hiểm khi mà bấm điện thoại, bấm điện thoại rất là nguy hiểm. Phải tìm, rồi nhiều khi này thì ở trên xe này nó có một cái nút mà kích hoạt trợ lý ảo, và cái trợ lý ảo đó là cái điện thoại thôi, nhưng mà nó không có hiển thị trên điện thoại, nó sẽ trực tiếp nói chuyện vô xe luôn. Ví dụ bây giờ em kích hoạt trợ lý ảo, xin chào Google Assistant. Bonjour, đó là xin chào trong tiếng Pháp đấy. Bạn cần tôi giúp gì không? Tôi muốn biết ngân hàng gần nhất. Ngân hàng Công Thương Việt Nam nằm trên 448 Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh và cách xa 2 km. Mở danh sách nhạc Lệ Quyên trên YouTube. Ok, mời bạn nghe kênh Lệ Quyên này trên YouTube. Ồ, hay quá. Xpander được giới thiệu tại Việt Nam có hai phiên bản động cơ Myvec 1.5 lít số sàn 5 cấp và 1.5 lít số tự động 4 cấp. Cả hai phiên bản đều cho công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng một phút, mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng một phút. Thùng nhiên liệu trên Xpander có thể chứa được 45 lít. Nhờ có chức năng Eco, xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu ở mức trung bình kết hợp là 6,1 lít trên 100 km. Ngoài ra, xe còn được trang bị hàng loạt các chức năng an toàn khác, trong đó đặc biệt có hai trang bị cao cấp trên phiên bản số tự động là khởi động bằng nút bấm.